Đến đây là khoảng 4 giờ sáng. Chị đi với bao nhiêu bạn nhỏ? Chị mang hai cháu. Đâu rồi ạ? Hai bạn nhỏ là cháu của cô đâu rồi? Các bạn có thể đứng dậy. Vậy tay chào mọi người nào. Dạ, niềm đam mê từ anh họ của hai bé. Kiên Bảo Nam, bé cũng đang trên đường lên thi ạ. À, tức là Nam cũng sẽ lên thi nhưng mà đến muộn thôi. Dạ, tại vì chưa đủ kinh phí để đưa bé lên á, nên đưa hai bé này trước. Võ Nguyễn Minh Đạt ơi, cố lên con. Cố lên con. Lúc mà bé năm lớp lớp 4, bé là nặng khoảng là gần 6 mấy ký. Bé vậy mới sợ, nó thôi con đi tập thể thao đi này kia đi để cho bé nó ốm ốm mất từ từ. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào đón khán giả một lần nữa đang đến với chương trình Cầu Thủ Nhí 2024. Lê Bồng ơi, không biết là sự bùng nổ trong không khí như thế này có tạo nên rất nhiều cảm hứng cho em không? Bây giờ em đang cảm thấy thế nào? Wow, khi mà được có mặt ở đây, cảm nhận không khí này thì em đang cảm thấy rất là bùng cháy ạ. Và em đang rất là háo hức vì sắp tới đây là em sẽ được thấy các bạn cầu thủ nhí trình diễn này. Và chúc các bạn sẽ tự tin, tỏa sáng và hoàn thành thật tốt phần trình diễn của mình nhé. Chị Lê Bống sẽ là bảo mẫu của chúng ta, người mà sẽ lo cho các bạn về sức khỏe, về tinh thần. Vâng, ai ủng hộ cho bảo mẫu Lê Bống, vỗ tay thật lớn, chúng ta cùng tôi xem nào. Và khi mà chạy từ dưới kia lên ở trong phòng chờ của các thí sinh cầu thủ nhí thì chúng ta thấy được là các bạn ấy rất là háo hức được trò chuyện cùng với mọi người. Chúng tôi xin được tiến sát vào khu vực số báo danh 044. Con tên là gì? Tôi là Nguyễn Hữu Nghĩa. Chú công tố hỏi này, Nghĩa ơi, con có tham dự nhầm cuộc thi không? Hình như đây là cái kính để tham gia cuộc thi bơi chứ không phải cuộc thi đá bóng đúng không con? Này kính đá banh. Cái kính đá banh tại sao lại phải có một cái vòng đằng sau đầu này xong rồi kín mít như là kính bơi này con? Để cho nó áp sát, nó không bị gớt. À, để cho nó không bị rớt. Thế là con bị cận hả? Dạ. Cận bao nhiêu độ con? Một độ mấy. Thế thì bây giờ thông qua sóng truyền hình con vẫy tay chào bố mẹ nào. Chào bố mẹ. Hôm nay con sẽ là cổ thủ nhí xuất sắc nhất. Yes. Cảm ơn con. High five. Và thưa quý vị khán giả theo dõi truyền hình, sự lo lắng không chỉ hiển thị ở trên gương mặt của các cầu thủ nhí đâu, mà đặc biệt hơn cả là trên gương mặt của các ông bà bố mẹ đến để cổ vũ cho các cầu thủ. Ở xa xa kia thì em có thấy một bậc phụ huynh mà anh ngồi và lúc nào em thấy ở trên môi anh nở một nụ cười rất là tươi. Anh này đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. À, em chào anh, không biết là anh có thể giới thiệu tên này và anh đến từ đâu không ạ? À, tôi tên là Võ Minh Sang, sinh sống ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi dẫn bé Võ Nguyễn Minh Đạt. Võ Nguyễn Minh Đạt ơi, cố lên con. Cố lên con. Dạ vâng, em thấy là có vẻ như là cả anh và bạn Đạt đều rất yêu bóng đá đúng không ạ? Không biết là việc là bạn Đạt yêu thích bóng đá là đến từ đâu, truyền cảm hứng từ đâu anh nhỉ? Lúc mà bé năm lớp lớp 4, bé là nặng khoảng là gần 6 mấy ký. Bé vậy mới sợ, nó thôi con đi tập thể thao đi này kia đi để cho bé nó ốm ốm mất từ từ đó. Sau này cái da cái thấy thôi giờ con thích gì nhất, nó con thích bóng đá đó, về cho mua bánh bóng về cho bé đi da tập với mấy bạn. Bây giờ là còn bao nhiêu cân anh? Giờ còn có 42 ký ạ. 42 cân. Chúc mừng anh về điều đó nhá. Vâng, em chào chị. Không biết là chị đến từ đâu nhỉ chị nhỉ? Dạ, mình đến từ Sóc Trăng. Vâng ạ, chị đến từ Sóc Trăng thì chị phải đến thành phố Hồ Chí Minh cho cuộc tuyển chọn cầu thủ nhí này từ khi nào? Dạ, từ 11 giờ đêm hôm qua ạ. Đến đây là khoảng 4 giờ sáng. Chị đi với bao nhiêu bạn nhỏ? Chị mang hai cháu. Đâu rồi ạ? Hai bạn nhỏ là cháu của cô đâu rồi? Các bạn có thể đứng dậy. Vậy tay chào mọi người nào. Dạ, lúc trước là mình thấy chương trình á, mình có nhắn tin cho ba bé là ba nói là thôi Úc ơi, anh không có tiền đưa lên đâu. Ê, vậy thì mình để dành tiền lên đưa lên luôn. Mình muốn hy vọng là bé có một cái, bé muốn thể hiện đam mê thật sự của bé. Mình chỉ muốn giúp được một phần nào đó thôi. Còn cái mà phần mà bé có được hay không đó là tùy vào khả năng của bé.
chứ mình cũng không có quyết định được. Mình chỉ từng thấy mấy cái sân, chỉ là sân cỏ, sân ngoài ruộng bình thường thôi, chưa từng thấy cái sân hoành tráng đẹp như vậy và các bạn có niềm đam mê nhiều như vậy. Dạ vâng, ở dưới đấy thì cái niềm đam mê bóng đá của hai bạn này như thế nào mà để cho cô lặn lội đem các bạn từ trong Sóc Trăng nhờ chị nhờ lên thành phố Hồ Chí Minh để tuyển chọn cầu thủ nhí? Dạ, niềm đam mê từ anh họ của hai bé. Anh họ không có đi tập hay là gì, anh họ chỉ xem ở trên mạng xã hội. Anh họ mê cái chương trình cầu thủ nhí rất là lâu rồi. Tên gì nhỉ chị nhỉ? Kiên Bảo Nam, bé cũng đang trên đường lên thi. À, tức là Nam cũng sẽ lên thi nhưng mà đến muộn thôi. Dạ, tại vì chưa đủ kinh phí để đưa bé lên á, nên đưa hai bé này trước. Em rất là muốn đưa Bảo Nam lên nhưng mà em chỉ đủ tiền cho hai vé chuyến xe là em xuống để rước lên. Tại vì hai đứa nó ở dưới quê lên không có biết gì nên em xuống, thế là không có đủ tiền để cho Bảo Nam lên luôn. Mình đang điện cho mẹ Bảo Nam, cái mẹ Bảo Nam ô vậy đấy, bà nội chạy đi mượn tiền, bây giờ đang lên. Bảo Nam nó không có thể chịu được, Bảo Nam đang khóc ở nhà đòi lên. Cầu thủ nhí sẽ đồng hành cùng với chị, với cả Nam nữa. Nam ơi, hãy tự tin lên, lên thành phố Hồ Chí Minh đi, chuẩn bị đồ đạc thật là sẵn sàng lên đây. Nếu có bất cứ một vấn đề gì khó khăn thì cầu thủ nhí này, Công Tố và đặc biệt là Bảo Mẫu Lê Bóng sẽ đồng hành cùng với chị Nam và hai bạn nhỏ còn lại để mọi người sẽ thể hiện tài năng của mình một cách trọn vẹn nhất. Chị yên tâm nhá. Dạ, cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại khu vực sân khấu chính để chào đón những nhân vật khách mời đồng hành đặc biệt tiếp theo. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow. Lotte.